Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn BN VTC16. Hôm nay ngày 5 tháng 1, chương trình của chúng tôi xin gửi tới quý vị một số thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Công Thương chính thức bãi bỏ quy định chỉ 150 doanh nghiệp mới được xuất khẩu gạo, điều đang bị phàn nàn là gây khó cho các doanh nghiệp. Hoa ly lại nở sớm trước Tết, nhiều hộ trồng ly ở Hà Nội đang thua lỗ cả tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế kiểm tra việc kê đơn thuốc kháng sinh tại các cơ sở y tế trước việc lạm dụng kháng sinh tràn lan gây hậu quả khó lường. Một con cá ngừ vây xanh nặng 212 kg được bán với giá lên đến 633.000 đô la Mỹ trong phiên đấu giá đầu tiên năm 2017 ở Nhật Bản. Lật tàu hỏa tại New York, Mỹ, ít nhất 100 người bị thương. Thưa quý vị, hiện đã là cận Tết Nguyên đán, nhưng hàng trăm tấn ngao ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa chết trắng bờ biển khiến người dân vô cùng lo lắng. Theo thống kê của ngành nông nghiệp địa phương thì tổng số lượng ngao chết trong những ngày vừa qua đã lên đến 400 tấn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc, địa phương này có 150 hộ hợp đồng thuê bãi vùng chiều để nuôi ngao với tổng diện tích lên đến trên 200 ha. Hiện có khoảng 400 ha ngao chết với tỷ lệ 40% đến 70% sản lượng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hậu Lộc phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu để xét nghiệm. Kết quả cho thấy ngao không phải do mắc bệnh truyền nhiễm. Hiện cơ quan công an đang điều tra xử lý chiếc tàu nghi là đổ chất thải ra biển để sớm làm rõ nguyên nhân ngao chết. Dịp cuối năm cũng là thời điểm làng nuôi ngao ở Hải Lộc tất bật đến kỳ thu hoạch. Thương lái đánh xe ô tô ra vào xã rất nhộn nhịp, nhưng năm nay thì ngao chết trắng khiến nhiều hộ điêu đứng. Ngoài ra thì bà con còn phải mất chi phí thuê nhân công dọn xác ngao chết để tránh ô nhiễm lan rộng cũng như là khắc phục sản xuất. Trong khi đó thì ở một số địa phương khác thì giá lợn hơi ở các địa phương này đã lao dốc mạnh khi mà thị trường Trung Quốc dừng thu mua. Hiện nay thì giá lợn hơi có nơi chưa đến 32.000 đồng một kg. Nghịch lý này lại xảy ra đúng vào thời điểm chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán. Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, ngày 20 tháng 12, giá lợn hơi ngoại lai ở miền Bắc có giá 41.000 đồng trên 1 kg, miền Trung 42.000 đồng trên 1 kg, miền Nam 40.000 đồng trên 1 kg. Thịt lợn hơi giống nội miền Bắc là 40.000 đồng trên 1 kg, miền Trung là 40.000 đồng trên 1 kg và miền Nam là 38.000 đồng trên 1 kg. Thế nhưng, từ đầu năm 2017, giá lợn hơi chỉ còn 32.000 đến 34.000 đồng trên 1 kg, có nơi thậm chí còn thấp hơn. Giá thịt lợn hơi trong nước giảm mạnh được cho là do tổng đàn tăng quá nóng, trong khi số lượng lợn hơi xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch bị đóng băng. Bộ Công Thương vừa chính thức bãi bỏ quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cùng các quy định liên quan đến tiêu chí, điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Doanh nghiệp và người trồng cao su phấn khởi trước việc giá cao su tăng cao là những thông tin nổi bật trong ngày hôm nay. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định bãi bỏ quy hoạch thương nhân kinh doanh và xuất khẩu gạo, những quy định đang bị phàn nàn là gây khó cho doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Công Thương chính thức bãi bỏ các quy định, khống chế số lượng tối đa 150 đầu mối xuất khẩu gạo, quy định khống chế địa bàn đầu tư xây dựng kho chứa, cơ sở xay sát thóc gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy định tiêu chí thành tích xuất khẩu gạo. Đây được xem là động thái tích cực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo, góp phần thúc đẩy xuất khẩu gạo và tăng cường tiêu thụ thóc gạo hàng hóa cho người nông dân. Nếu như trong 3 quý đầu năm 2016, giá cao su duy trì ở mức đáy, khoảng 26 đến 27 triệu đồng trên một tấn, thì bất ngờ từ quý 4 bật tăng dần đều lên 30 đến 35, rồi đến 40 triệu đồng trên một tấn. Giá mủ cao su bất ngờ tăng từ tháng 10 đến nay do 4 quốc gia xuất khẩu cao su lớn là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Malaysia giảm sản lượng khai thác. Bên cạnh đó, một số yếu tố khác như giá dầu mỏ tăng khiến giá cao su nhân tạo cũng lên và ngành công nghiệp ô tô trên thế giới tăng trưởng ổn định. Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 66,1% thị phần. Trước vấn nạn bơm tạp chất vào tôm, thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã đề nghị các tỉnh cùng ngồi lại với nhau để cam kết không đưa tạp chất vào tôm. Nếu địa phương nào để xảy ra tôm bơm tạp chất thì người đứng đầu tỉnh đó cần phải có trách nhiệm.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, trong năm 2016, tỉnh này đã tiến hành 64 đợt kiểm tra, phát hiện 57 vụ vi phạm với gần 12.000 ký tôm có chứa tạp chất. Ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trên 1.700 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2015 đã xử lý 32 vụ với hơn 4.000 cân tôm có chứa tạp chất. Việc xử lý vi phạm bơm tạp chất vào tôm tại một số thời điểm còn vướng mắc, nguyên nhân chủ yếu do chưa có cơ chế phối hợp ràng buộc trách nhiệm cụ thể giữa các đoàn liên ngành trung ương và địa phương. Như khi phát hiện cơ sở vi phạm tôm tạp chất, đoàn liên ngành có đề nghị cơ quan chức năng địa phương thì không thấy có sự phối hợp mà có biểu hiện né tránh, không tiếp nhận xử lý. Từ đó dẫn đến doanh nghiệp không hợp tác, thậm chí có thái độ coi thường cơ quan chức năng. Xin được nói thêm là để giảm thiểu tình trạng bơm tạp chất vào tôm thì theo Cục An ninh Kinh tế Nông lâm Ngư nghiệp A86 Tổng cục An ninh Bộ Công an thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cần rà soát lại toàn bộ các quy định xử lý hành vi vi phạm về bơm tạp chất, cần thiết thì phải ban hành mới hoặc là bổ sung hình thức xử phạt trong các quy định hiện hành, đảm bảo tính răn đe, đặc biệt là đối với các đối tượng vi phạm là các doanh nghiệp, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương trong việc phát hiện, xử lý vi phạm, tránh đùn đẩy, né tránh. Sau 4 tháng liên tục giảm giá thì vụ mía đường 2016-2017 giá đường đã bắt đầu tăng trở lại từ mức 100 đến 105.000 đồng một tấn so với vụ trước. Giá đường tăng nhưng người trồng mía thì vẫn chỉ bán được với giá thấp bởi vụ mía vừa qua do ảnh hưởng của hạn mặn nên chất lượng mía không cao, năng suất chất lượng giảm và giá cũng giảm khiến người trồng mía trên địa bàn huyện Bến Lức của tỉnh Long An gặp rất nhiều khó khăn. Hơn 400 hectare mía trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã được thu hoạch. Nhưng do ảnh hưởng của hạn mặn, năng suất mía chỉ đạt khoảng 80 tấn một hectare, giảm trên 10 tấn một hectare so với mọi năm. Giá mía mua tại ruộng cũng giảm theo chữ đường. Hiện mía đạt từ 7 đến 8 chữ đường trở lên thì được thương lái mua tại ruộng với giá từ 600 đến 650 đồng một kg. Còn mía dưới 7 chữ đường thì được bán với giá từ 400 đến 450 đồng một kg. Nhiều nông dân đành chấp nhận bán giá thấp, mong vất vát phần nào chi phí sản xuất. Thì giá cả thị trường hiện nay thì quá thấp. Do đó bà con nông dân chúng tôi thì trồng cây mía này thấy không có lời. Thứ nhất, và thứ hai nữa là giờ mình không có là trực tiếp đến hãng các hãng này để cân thì sẽ đi qua là trung gian là mấy thương lái. Năm nay lỗ công cán, năm nay nó giá cả nó công mặn ngày có 3 tiếng rưỡi một hồ mà tính ngày là 1.150. Tính ra theo mình có công nhà chứ không có công nhà mướn hết đó, thì coi như lỗ. Huyện Bến Lức là vùng nguyên liệu mía lớn nhất của tỉnh Long An với diện tích lên đến 8.500 ha. Tuy nhiên nhiều năm qua, nguồn lợi thu về từ cây mía ở địa phương này luôn không ổn định, làm cho diện tích trồng mía ngày một giảm dần. Đến nay chỉ còn 7.500 hectare. Đứng góc độ ở địa phương thì cũng kiến nghị thì các nhà máy thì tranh thủ thì tăng năng suất lên để tiêu thụ mía cho người dân. Thứ hai nữa thì nhà máy trong cái đầu vụ 2017-18 thì nên có chính sách hỗ trợ cho người dân và nhà nước cũng có cái hướng để ổn định giá cả để cho người dân an tâm sản xuất. Trong khi chờ các ngành chức năng đưa ra giải pháp để cứu ngành mía đường, thì nhiều nông dân Bến Lức đã phải tự cứu lấy mình bằng cách chuyển đổi diện tích đất trồng mía sang các loại cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng thời tiết nóng ấm bất thường khiến người trồng hoa ly ở làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thất thu nặng vì hoa nở trước Tết. Vườn hoa ly nhà chị Bùi Thị Bảo ở thôn Thượng 1, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội những ngày tháng chạp. Còn 20 ngày nữa mới đến Tết, nhưng vườn ly của chị không thể hãm lại để chờ bán đúng dịp như dự định. Gia đình chị đang phải cắt hoa đi bán với giá rẻ, mong lấy lại được số vốn bỏ ra. Ở thời tiết như này thì không thể cứu, tại vì năm nay báo là nắng suốt, đâm chơi là không còn bao nhiêu như dụng của chị đây thì không còn bao nhiêu. 2.8 vạn của chị đây thì chắc là chỉ còn vài 3-4 nghìn. Còn đâu là 2.5 vạn là chị sẽ nộp vốn hết từng người. Hầu hết các vườn hoa ly ở Tây Tựu cũng trong tình trạng tương tự. Nếu ở thời điểm hoa Tết, dự kiến giá hoa ly lên đến 20.000 đồng đến 25.000 đồng một cành, thậm chí trên 30.000 đồng một cành, thì hiện giá bán mỗi bông ly đủ 5 tai chỉ từ 12.000 đến 15.000 đồng một cành,
còn 3 đến 4 tai là 7.000 đến 12.000 đồng một cành. Trong khi đó, số tiền vốn bỏ ra mua củ ly giống đã từ 17.000 đến 18.000 đồng một củ. Thiệt hại mỗi hộ tính bằng con số hàng trăm triệu. Nguyên nhân khiến cho hoa ly nở sớm là do thời tiết nắng nóng bất thường, người dân không còn biện pháp nào để hãm. Còn biện pháp hãm hoa theo kinh nghiệm trồng ly lâu được người dân sử dụng cũng không hiệu quả. Đi chụp vào để cho hãm lại những cái cho nó vâng hoa để giữ lại những hoa còn tươi còn đẹp để những hoa này cắt bỏ đi. Trong cái thời tiết này thì nó nở nhanh quá. Những bông hoa ly đang bung nở đã khiến cho cả khu Tây Tự ngập tràn trong sắc hoa. Người đi đường có thể thấy vui mắt, còn các hộ dân trồng ly chỉ thấy lo lắng, dầu dĩ. 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này thì không ít người đã bắt đầu cuộc săn tìm những chậu cây cảnh độc lạ để rước lộc vào nhà. Năm nay thì nhiều nhà vườn đã có sáng kiến đưa rau củ quả lên chậu cảnh để phục vụ thị trường Tết. Củ cải đỏ trồng chậu, bầu trồng chậu và cà chua trồng chậu. Năm nay, ông Hồ Hữu Tài tại khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông có gần 1.000 chậu rau củ cảnh để cung ứng cho đối tác và khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán. Khi đưa các loại rau củ này vào trồng trong chậu, nhà vườn chỉ cần canh thời điểm xuống giống đối với từng loại rau củ chuyên biệt, sau đó theo dõi chăm sóc để kịp thời phòng trừ bệnh đối với cây trồng. Năm nay mưa nhiều khiến mẫu mã cây không đẹp, tuy nhiên do mặt hàng độc lạ nên được rất nhiều thương lái các vùng miền lựa chọn với giá khá cao. Hiện bầu hồ lô có giá khoảng 250.000 đồng một chậu, củ cải đỏ có giá khoảng 100.000 đồng một chậu, còn cà chua là khoảng 50.000 đồng một chậu. Cùng với nhiều loại cây trái thì hơn 2.000 hecta quýt hồng và quýt đường tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, nơi được xem là thủ phủ của quýt hồng lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cũng đã sẵn sàng phục vụ cho thị trường Tết năm nay. Vườn quýt hồng gần 1 hecta của ông Lưu Văn Ràng ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung đang chuyển từ màu xanh sang màu vàng cam. Hiện tại, những cây quýt hồng đang được ông Ràng chăm sóc kỹ lưỡng và theo dõi thời tiết để có thể bán đúng dịp Tết Nguyên đán. Bây giờ còn xanh rất là nhiều. Rồi cái thương lái thì tới giờ phút này cũng khỏi thăm bạn bè này kia. Rồi sao không thấy lá, chưa thấy lá gì tới hết. Cái một cái nữa thì cũng có một số nhà vườn nghe nói bán là cũng được 25.000. Nó đang nghe nói trong cán cờ cũng có người bán 51.000 thì tùy theo quýt đẹp xấu. Tuân thủ quy trình sản xuất theo hướng Việt ghép nên các nhà vườn không xử lý phân thuốc hóa học thuốc trái chín. Nếu thời tiết nắng đẹp thì từ nay cho đến Tết, quýt sẽ căng mọng và lên màu vàng bắt mắt. Về an toàn vệ sinh thực phẩm đó, với là bên Việt ráp đó, ra là thứ nhất là phải thuốc bảo vệ thực vật là mình sử dụng thuốc sinh học. Thứ hai nữa là cái nói chung cái này không có cái gì mà nó tự nhiên bằng có cái ánh nắng mặt trời là cái trái quýt nó đẹp mà lại nó bảo đảm chất lượng cho mình đó. Theo đánh giá ban đầu của chúng tôi thì có lẽ là sụt giảm hơn năm ngoái khoảng 20-30%. Còn về chất lượng trái thì hiện giờ cũng thấy là đẹp, đảm bảo cái chất lượng để phục vụ Tết. Toàn huyện Lai Vung có hơn 2.300 hecta quýt hồng và quýt đường để phục vụ cho thị trường Tết. Mỗi năm quýt hồng Lai Vung cung cấp trên 35.000 tấn trái, góp phần làm đa dạng sắc màu ngày Tết của người dân đất phương Nam. Thưa quý vị, trong năm 2016 vừa qua thì ngành nông nghiệp phải hứng chịu nhiều rủi ro thiên tai như là hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, mưa lũ ở miền Trung. Sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh phía Bắc miền Trung đã khiến kinh tế biển suy giảm một cách nghiêm trọng. Các yếu tố này làm tốc độ tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp bị sụt giảm tới 0,18% trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, trong cả năm 2016 thì tốc độ tăng trưởng của ngành vẫn đạt 1,2%. Có được điều này một phần là do những chỉ đạo điều hành của ngành nông nghiệp đã được các cơ quan báo chí phản ánh nhanh và kịp thời tới người dân. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trong cuộc gặp mặt báo chí vào sáng nay. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, trong năm 2016 vừa qua, nhờ những phản ánh kịp thời từ báo chí, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương đã kịp thời cứu được khoảng 220.000 hectare lúa trong cơn bão số 1 tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, xử lý kịp thời ảnh hưởng từ các trận lũ lịch sử ở 8 tỉnh miền Trung. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã nhanh chóng có được các giải pháp khắc phục sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và có biện pháp hỗ trợ kịp thời bà con ngư dân. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong năm 2017 tới, mục tiêu ngành nông nghiệp đưa ra là tăng trưởng ngành từ 2,5 đến 2,6%,
tiếp tục đầu tư có trọng tâm vào nông nghiệp công nghệ cao, phấn đấu năm 2017, xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản đạt 32,5 đến 32,8 tỷ đô la Mỹ. Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có cơ chế phát ngôn kịp thời về các vấn đề và sự kiện phát sinh trong lĩnh vực mà bộ quản lý. Từ đó, giúp định hướng thông tin dư luận một cách cụ thể, chính thống và có hiệu quả nhất. Thưa quý vị, kháng thuốc và xu hướng gia tăng kháng thuốc đã và đang trở thành một nguy cơ cho toàn thể nhân loại. Kháng thuốc kháng sinh làm giảm hiệu quả các phương pháp điều trị kinh điển. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì Việt Nam là một trong những quốc gia nằm trong danh sách có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao nhất thế giới. Theo WHO thì tại Việt Nam đã xuất hiện vi khuẩn kháng đa thuốc, mức độ kháng ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong các bệnh viện đã có vi khuẩn biến đổi gen đa kháng thế hệ mới. Nguyên nhân là do việc sử dụng kháng sinh ngày càng gia tăng và thiếu kiểm soát trong y tế cũng như là trong chăn nuôi, càng nguy hiểm hơn khi nó xâm nhập vào chuỗi thức ăn và môi trường. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ trong thời gian tới, tình trạng kháng thuốc kháng sinh thực sự sẽ trở thành hiểm họa đối với sức khỏe con người. Trước thực trạng Việt Nam thuộc nhóm các nước có tình trạng kháng sinh cao trên thế giới, thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế kiểm tra việc kê đơn thuốc kháng sinh tại các cơ sở y tế, kiểm tra nhà thuốc việc chấp hành quy định về bán thuốc kê đơn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tổ chức thanh tra kiểm tra các nhà thuốc về việc chấp hành các quy định về bán thuốc kê đơn và có biện pháp quyết liệt để quản lý hiệu quả việc sử dụng các quy định này. Trước tiên tập trung vào nhóm thuốc kháng sinh, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường chỉ đạo quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, đưa ra lộ trình sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích kích thích tăng trưởng và phòng bệnh cho gia súc gia cầm. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng cần phối hợp với Bộ Y tế trong việc quản lý nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh sử dụng trong sản xuất và sử dụng thuốc thú y. Có thể nói là tại Việt Nam thì cũng đã có những quy định về việc xử phạt bán thuốc kháng sinh khi người bệnh không có đơn của bác sĩ. Nhưng trên thực tế thì việc mua bán kháng sinh vẫn diễn ra một cách phổ biến tại hiệu thuốc. Chỉ cần kể bệnh là người bán thuốc sẽ kê đơn hoặc là đề xuất mua kháng sinh nào là được đáp ứng mà không hề cần có đơn thuốc. Có thể nói rằng không quá khi nói rằng việc mua bán thuốc kháng sinh ở nước ta dễ như là mua rau. Bởi vậy, vào năm 2013 thì Việt Nam đã trở thành nước đầu tiên tại khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới thông qua kế hoạch hành động quốc gia chống kháng thuốc. Thế nhưng việc mua bán thuốc hiện nay thì vẫn diễn ra phổ biến bởi công tác quản lý của chúng ta còn rất nhiều bất cập. Trong vai của một người mua thuốc, phóng viên có thể dễ dàng mua được những loại thuốc kháng sinh, kể cả kháng sinh liều cao tại các cửa hàng thuốc thông thường. Việc buông lỏng quản lý thuốc kháng sinh trong điều trị bệnh là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng kháng thuốc kháng sinh như hiện nay. Bởi theo quy định của Bộ Y tế, thuốc kháng sinh phải được bán theo đơn của bác sĩ. Trường hợp vi phạm sẽ bị cảnh cáo phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng. Tuy nhiên, rất ít nhà thuốc bị xử phạt. Theo khảo sát ở khu vực phía Bắc, có đến 88% nhà thuốc thành thị và 91% nhà thuốc ở nông thôn bán thuốc kháng sinh mà không có đơn. Ba loại kháng sinh được bán nhiều nhất là Ampicillin, Amoxicillin 29,1%, Cefalexin 12,2% và Azithromycin 7,3%. Không chỉ nhân viên bán thuốc bán khi không có đơn, mà ngay cả khi người dân đến hiệu thuốc cũng thường xuyên yêu cầu được bán kháng sinh mà không có đơn, với tỷ lệ khoảng 49,7% ở thành thị và 28,2% ở nông thôn. Cô chỉ có ra cô bảo là cô ho ho nhiều quá thì bán cho cô thuốc kháng sinh cùng. Tôi nhưng mà những cái thuốc ho thông thường ấy, nhà tôi hay ra cái hiệu thuốc là tư nhân là sẽ cơ đơn cho tôi những cái loại thuốc kháng sinh thông thường để ho viêm họng. Điều 6 luật dược sửa đổi mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 quy định bán lẻ thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc hay lợi dụng việc kê đơn thuốc để trục lợi là hành vi bị nghiêm cấm. Liên quan đến vụ lở núi khiến 4 người tử nạn, 10 ngôi nhà bị vùi lấp ở thành phố Nha Trang xảy ra vào ngày 20 tháng 12 năm 2016 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết là đã chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan.
lãnh đạo thành phố Nha Trang cho rằng trong vụ sập lở núi làm 4 người chết và 10 ngôi nhà bị sập ở xã Phước Đồng là do chính quyền xã này biết trước đã xảy ra nguy hiểm nhưng mà không báo cáo, dẫn đến hậu quả thương tiếc xảy ra. Nhìn nhận vụ lở núi là bài học lớn, lãnh đạo thành phố Nha Trang đã chủ động chi ngân sách cứu trợ ngay đối với các hộ có nhà bị hư hỏng. Sắp tới thì sẽ tiếp tục hỗ trợ gạo, không để người dân bị đói trong ngày Tết này. Đối với các hộ bị sập nhà hoàn toàn, thành phố đã bố trí 7 phòng ở trạm y tế, chỉ đạo địa phương hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người dân. Thành phố Nha Trang cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho chủ trương khảo sát để thực hiện quy trình giải tỏa, tái định cư đưa các hộ dân vào khu đất lành gần đó. Trước đó, như VTC 16 đã phản ánh, vào khoảng 2 giờ ngày 20 tháng 12, tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, đất đá từ trên núi cao bất ngờ sạt lở đã vùi lấp 10 nhà dân sinh sống ở bên dưới. Vụ lở núi đã khiến khu dân này bị xóa sổ. Nhiều người bị mắc kẹt nhiều giờ trong đống đổ nát, nhưng may mắn được cứu sống. Hai bà cháu và hai mẹ con trong hai gia đình đã tử nạn vì vụ lở núi kinh hoàng này. Thưa quý vị, sau 5 kỳ Festival Huế đã có 116 bức tượng nghệ thuật do hơn 100 nhà điêu khắc quốc tế thực hiện tại Trại Sáng tác Điêu khắc Quốc tế được trao tặng cho nhân dân Thừa Thiên Huế và đặt tại vườn tượng dọc bờ sông Hương. Nhưng thời gian gần đây thì một số vườn tượng làm bằng kim loại đã bị kẻ gian đánh cắp, số còn lại phần nhiều bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là những người tâm huyết với nghệ thuật tại Huế và các tỉnh lân cận. Tượng đá nứt đổ, tượng bằng kim loại thì hầu như không còn. Tượng bằng các chất liệu khác thì hư hỏng. Em thấy là hình như bức tượng đang dần dần xuống cấp rồi chị. Rong rêu rồi, mọi người dân ở đây hình như không có ý thức bảo vệ bức tượng. Thừa Thiên Huế đã 5 lần tổ chức Trại Sáng tác Điêu khắc Quốc tế. 110 tác phẩm đa phong cách bằng nhiều chất liệu đã ra đời từ đây. Những tác phẩm điêu khắc đã làm cho không gian văn hóa Huế bên cạnh sự cổ kính vẫn mang hơi thở đương đại, trở thành một điểm nhấn thú vị và phong phú hơn cho Huế. Thế nhưng, qua thời gian, nhiều bức tượng do các nghệ sĩ khắp nơi sáng tác và để lại cho Huế đang dần xuống cấp, không phát huy được giá trị. Bên cạnh đó, một số bức tượng được sắp xếp một cách tùy tiện, mật độ quá dày, mất thẩm mỹ. Ban tổ chức festival thì giao cho các cái đơn vị mà đã có cái sự hỗ trợ cho cái trại điêu khắc, các cái đơn vị và các cái tổ chức này, họ không có những cái kỹ năng, kỹ thuật để mà quản lý. Chính vì vậy mà trải qua một thời gian thì có nhiều cái tường nó bị ngã nghiêng, hoặc là một số các cái vấn đề là như là bong lóc thì họ không có điều kiện để mà khôi phục. Hiện Thừa Thiên Huế cũng đang xây dựng đề án quy hoạch tượng đài đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có quy hoạch vườn tượng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, với tình trạng quản lý như hiện nay thì đến khi việc quy hoạch vườn tượng hoàn thành, liệu sẽ có bao nhiêu tác phẩm còn nguyên vẹn để trưng bày?